Sao có bụp đây nữa? Bụp tới hả? Chuẩn bị set 2 anh em. Ủa Khang ơi, Khang, đúng người hai gói hả? Hả? Tiếp tục set 2 anh em. Vô. Phát bóng ngoài. Vô. Giờ cũng mất đầy. Một cơm. Quá đẹp. Hai. Cơm. Hai dưới ta. Lá hoàng rơi. Cảm giác dữ. 3-0. Bốn không. Còn thốn hay gì vậy? Gà dưới nước á. Phát bóng thiếu. Điểm về cho Bình Phước. 1-4. Cái máy chụp không kịp luôn, chốc luôn. Ừ, thấy rồi, chụp không kịp luôn. Má lộng lên đây luôn à. Năm hai. 6-2. Nó tẹt ngang rồi chứ nó quýnh vô ngay là gãy luôn rồi. Thấy rồi mà quẹt ngang cái mất kịp. 7-2. Gió đổi chiều liên tục. Lại lấy nước đổ vô. Xong rồi lại thổi cho cái. Điểm về cho Bình Phước. 3-7. 3-7. Bốn bảy. Bóng ngoài. 5-7. Kỹ vô, kỹ vô. 5-7, 5-7. Hai trái lần, kỹ đi. 5-7. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. 6-7. Khang ơi, Khang. Gọi điện thoại hay gì em? Đang gọi điện thoại hay gì vậy? Phát bóng ngang qua lưới. Điểm về cho Bình Dương. 8-6. Đứng chảnh nhìn cái chân
tôi sợ quá rồi. 7, 8. Thật khó. Chôn chân. 8 đều. Thuận phá công qua lưới, điểm về cho Bình Dương. 9, 8. Quá đẹp. 9 đều. Nhảy bờ đó. Quá cấm, Thái Quỳnh bóng quá cấm. Điểm về cho Bình Dương. 10, 9. Đường Đức Khải, mã 4 này em tí bằng chí nhỏ trực lụ lụm lúa. Trận. Ê. Đây vậy vậy chứ bạn. Không đều. Bóng trong sân. 11 10. Đang đợi chuyển khoản mà chưa chuyển, anh Cường chưa gọi bên kia mà. Không có luôn. 1-0. Thì em nói anh rồi mà. Hả? Chắc mai chơi xong mai vậy. Điểm về Bình Dương. 11 đều. 11 đều. Đến về cho Bình Phước. 12, 11. Sao bắt ông Nhớt á? Ông Nhớt mày đứng trên là mày muốn mau ăn. 12 đều. Quá trọng tài. Quá chết đó luôn kìa. Mười hai đều. Còn một điểm nha anh em. Điểm này báo à? Báo. Bình Phước giành chiến thắng. 13 12. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thấy hay like, share, subscribe, ủng hộ Di á. Thầy Di Vlog.